Rồi, cho tất cả mọi người, hôm nay thì Alex tranh thủ thời gian cuối tuần thứ bảy chủ nhật á, thì đang ở ngoài miền Bắc, thì hôm nay Alex lên Lạng Sơn ghé qua một cái chỗ này là suối à, cái suối ở thị trấn ở Mẹt, là Mẹt, cái đồn nước đó là đẹp. Mưa rạch, mưa. Ok, mưa đi. Mưa thì sẵn đông mưa. Ở đây là cái hố nước này nó đùn lên nữa. Nó không có đáy, đây là một dòng sông ngầm nó thở. Nó và không... 1 km nữa sẽ ra đến ngoài sông Mẹt. Là cái này nó không có đáy. Tức là xuống cái đây là nó chìm luôn đúng không? Nước đây ăn được luôn. Đã quá. Nước này nó sạch mà chứ. Nó bớt đi. Nhà mình cả trang trại nhà mình là toàn tưới bằng nước này thôi. Mà cũng nhờ cái suối này mình mới bỏ phố về làng. Dạ. Chính xác là 20 năm ý tưởng về làng. Lần đầu tiên lội xuống cái hòn đá kia là mình ước mua đất nuôi luôn. Là cái khu nhà sàn của nhà chị đấy. Thế các em có thích tham quan nhà sàn, chụp ảnh check in vào miễn phí. Không lấy tiền của ai cả. Dạ. Đây chị chủ. Không, mình không phải chủ, mình chỉ trông coi đèn bán nước. Nhắc giáo viên tiếng Anh về như. Dạ. Đây là cái đền. Đây là một cái đền. Cái này còn nổ được không à? Cái người chạy mà ngon quá. Nước nóng rồi. Y rồi, bắt đầu có cảm giác y rồi. Hai cái ti là nó ngon. Phần này làm lại rồi. Cốp lạnh luôn, nội thất da zin, da bọc lại rồi. Rồi đẹp. $39. Tắp lô, tắp ly khá đẹp. Lọc quần lọc. Xe đẹp quá. Sao là vừa quay tay ra bản thiếu. Bản thiếu. Tắt cái máy. Đỡ tốn xăng. Nếu tớ này không mua.
Vâng, nó đỡ đau đầu. Đấy là nó đỡ. Nếu nói về tốn thì không nên mua, mà không nên xem nữa. Con này khoảng 18. Chưa nói gì thì là trên tinh thần xin đức. Dạ. Chính xác là con này là đã chơi là không có tính đến xăng. Dạ. Cho chạy luôn. Không phải nói nhiều. Dạ, dạ. Dạ. Kể cả cho chạy mình cây số, ta đủ xăng. Cầu đẹp lắm. Yeah. Cổng sâu đẹp. Xe cơ quan thì nó chỉ có phải sâu. Chúng ta cũng phải chạy lên. Cổng đẹp, một số đồ này kia. Cái này đấy. Đẹp, gầm đẹp.